Bản tin sáng ngày 6 tháng 7 Ukraine nhận thêm hệ thống phòng không Patriot từ Đức Latvia sẽ bàn giao 2.500 phi cơ không người lái cho Ukraine vào tháng 7 Liên minh châu Âu chỉ trích chuyến thăm Nga của Thủ tướng Hungary Nhật Bản tố Trung Quốc thiết lập phao trên thềm lục địa phía nam của nước này Philippines khước từ sự giúp đỡ của Hoa Kỳ trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông 15 năm sau cuộc bạo loạn ở Tân Cương, Bắc Kinh nỗ lực chống lại sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Quý vị đang theo dõi bản tin sáng thứ bảy ngày 6 tháng 7 của DKN Thời sự. Ngay sau đây sẽ là nội dung của bản tin. Đại sứ Đức Martin Jäger thông báo về hệ thống phòng không Patriot thứ ba được nước ông chuyển giao cho Ukraine. Hãng tin Pravda cho hay hôm 5 tháng 7. Theo ông Zager, hệ thống này sẽ giúp cải thiện bảo vệ người dân và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Đại sứ cho biết thêm, tổ điều khiển hệ thống phòng không Ukraine đã hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện phù hợp để làm việc với hệ thống phòng không này ở Đức. Đức tuyên bố bắt đầu huấn luyện cho quân nhân Ukraine trên hệ thống phòng không Patriot thứ ba cho Kyiv vào tháng 5. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Boris Pistorius, Berlin đang chuyển hệ thống Patriot thứ ba sang Ukraine, chiếm một phần tư kho vũ khí này của Đức và sẽ không thể cung cấp thêm. Trong tháng này, Latvia sẽ bàn giao 2.500 phi cơ không người lái cho Ukraine với tổng chi phí khoảng 4 triệu euro. Sự kiện sẽ diễn ra trong khuôn khổ liên minh phi cơ không người lái do Latvia đứng đầu. Theo Bộ Quốc phòng Latvia hôm 5 tháng 7. Thông cáo cho hay, lô hàng đầu tiên trong đợt này, 300 phi cơ không người lái sẽ đến trong vài ngày tới. Có thông tin cho rằng những chiếc UAV chiến đấu này thuộc nhiều loại khác nhau và cho các mục đích khác nhau, được sản xuất bởi 7 công ty của Latvia. Trong một bài phát biểu trực tiếp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Latvia Andris Brut cho hay. Liên minh phi cơ không người lái đang bắt đầu hoạt động. Cùng với các thành viên khác của sáng kiến, chúng tôi không ngừng nỗ lực cung cấp cho Ukraine UAV chiến đấu với nhiều mục đích khác nhau, phù hợp với nhu cầu thỏa thuận hiện tại. Nhu cầu thử nghiệm của quân đội Ukraine cũng như các quỹ đầu tư vào việc phát triển và ứng dụng hơn nữa. Năm nay, Bộ Quốc phòng Latvia đã phân bổ 20 triệu euro cho các hoạt động trong khuôn khổ Liên minh UAV. Trong đó hơn 10 triệu euro dành cho việc mua UAV từ ngành công nghiệp quốc phòng Latvia. Vào tháng 4 và tháng 5, Latvia đã chuyển giao cho Ukraine 135 UAV chiến đấu với nhiều mục đích khác nhau và thiết bị tác chiến điện tử với tổng trị giá khoảng 1 triệu euro. Ưu tiên giao hàng trong năm nay sẽ là thiết bị bay không người lái FPV, loại có camera trên thân máy bay để cho thấy góc nhìn người thứ nhất, trực tiếp theo dõi từ góc nhìn của máy bay. Việc mua hàng theo kế hoạch được chia thành nhiều đợt để cho phép các nhà sản xuất dần dần mở rộng năng lực sản xuất cũng như điều chỉnh và cải tiến mẫu. Bộ Quốc phòng Latvia lưu ý rằng hiện có 14 quốc gia trong Liên minh UAV. Các quốc gia này đã thu được hơn nửa tỷ euro trong việc cung cấp UAV cho Ukraine và đang nỗ lực thành lập một quỹ chung cho phép tài trợ nhanh hơn và hiệu quả hơn cho quá trình sản xuất. Thưa quý vị, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã đến Moscow để gặp Tổng thống Nga Putin vào hôm 5 tháng 7 theo giờ địa phương khiến ông bị các nhà lãnh đạo EU chỉ trích và cảnh báo rằng ông không đại diện cho Liên minh châu Âu. Hungary đã đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên 6 tháng của EU hôm 1 tháng 7. Một ngày sau, hôm 2 tháng 7, ông đã có mặt tại Kyiv và đề nghị Tổng thống Ukraine ngừng bắn trước khi hòa đàm với Nga. Hiện ông đã chọn đến Moscow để thực hiện cái gọi là sứ mệnh hòa bình vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh NATO. Một nhà ngoại giao EU cho biết, với cuộc gặp như vậy, nhiệm kỳ chủ tịch của Hungary đã kết thúc trước khi nó thực sự bắt đầu. Hungary dường như không hiểu được vai trò của mình. Thật không may, thái độ hoài nghi của các quốc gia thành viên EU là có cơ sở, tất cả chỉ nhằm thúc đẩy lợi ích của Budapest. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, ông Joseph Borrell cho biết, việc Thủ tướng Hungary Orbán đến Nga không đại diện cho EU dưới bất kỳ hình thức nào. Thủ tướng Phần Lan Petteri Oppo mô tả chuyến thăm là đáng lo ngại hôm 1 tháng 7, ông đăng bài trên mạng xã hội X rằng chuyến tâm của ông ấy cho thấy sự coi thường nhiệm vụ của Chủ tịch EU và làm suy yếu lợi ích của Liên minh châu Âu. Pavel Havlicek, nghiên cứu viên tại Hiệp hội các vấn đề quốc tế, cho biết chuyến tâm của ông Orbán là hành vi lạm dụng khoảng trống quyền lực ở Bruxelles và là sự phá hoại nguy hiểm đối với vị thế chung của châu Âu. Ông Orbán cho biết ông thừa nhận mình không có thẩm quyền đàm phán thay mặt cho EU, nhưng hòa bình không thể đạt được trên chiếc ghế bành thoải mái ở Bruxelles. Ông viết trên mạng xã hội X, chúng ta không thể ngồi yên và chờ chiến tranh kết thúc một cách kỳ diệu. Kính thưa quý vị, Chính phủ Nhật Bản hôm 5 tháng 7 cho biết họ xác nhận Trung Quốc đã lắp đặt một phao ở vùng biển quốc tế phía trên thềm lục địa phía nam của Nhật Bản, tại Thái Bình Dương, một động thái có thể làm căng thẳng thêm quan hệ song phương. Tránh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi phát biểu tại một cuộc họp báo rằng Thật đáng tiếc, khi Bắc Kinh lắp đặt một phao nhỏ ở vùng biển ngoài khơi đảo chính phía tây Shikoku của Nhật Bản và phía bắc đảo Okinotori mà không giải thích mục đích và các chi tiết khác. Chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc không làm suy yếu lợi ích hàng hải của Tokyo và Bắc Kinh trả lời rằng họ lắp đặt phao để theo dõi sóng thần và không có ý định xâm phạm chủ quyền của Tokyo đối với thềm lục địa. Người phát ngôn cấp cao của chính phủ cho biết. Nhật Bản xác nhận rằng tàu khảo sát hướng dương Hồng 22 của Trung Quốc đã dựng phao vào giữa tháng 6. Theo một nguồn tin chính phủ, khu vực biển khơi đang được đề cập được bao quanh bởi vùng biển đặc quyền kinh tế của Nhật. Tháng 7 năm ngoái, Bắc Kinh đã lắp đặt một phao khác bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, gần quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư và tuyên bố chủ quyền ở biển Hoa Đông, khi Nhật Bản phải nộp đơn phản đối với yêu cầu sữa bỏ ngay lập tức. Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động quân sự và khẳng định chủ quyền trên biển tại vùng biển khu vực. Trong khi Nhật Bản phản đối các hành động xâm phạm liên tục của tàu Trung Quốc vào vùng biển nước này xung quanh quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư. Thưa quý vị, Philippines đã từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Mỹ ở Biển Đông sau khi xảy ra căng thẳng với Trung Quốc về các nhiệm vụ tiếp tế cho quân đội Philippines trên một bãi cạn đang tranh chấp. Tổng thống mưu trưởng lực lượng vũ trang nước này cho biết Căng thẳng trên tuyến đường thủy đang tranh chấp đã bùng phát thành bạo lực trong năm qua khi một thủy thủ Philippines bị mất một ngón tay trong vụ đụng độ mới nhất vào ngày 17 tháng 6. Mà Manila mô tả, lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã cố ý đâm vào với tốc độ cao. Hoa Kỳ, một đồng minh theo hiệp ước đã đề nghị đã giúp gì? đỡ, nhưng Manila muốn tự mình xử lý các vụ việc liên quan. Tổng thống lệnh trưởng lực lượng vũ trang Romeo Bradner đã trả lời Reuters vào cuối ngày 4 tháng 7. Ông Bradner cho biết, Mỹ đã đề nghị giúp đỡ và hỏi xem liệu họ có thể giúp đỡ chúng tôi bằng cách nào. Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng sử dụng mọi phương án khả thi để giải quyết tình hình trước khi chấp nhận yêu cầu giúp đỡ. Manila và Washington có hiệp ước phòng thủ chung giữa Mỹ và Philippines, được ký vào năm 1951. Rotten nhận định, hiệp ước này có thể được kích hoạt để Washington hành động trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào lực lượng tàu thuyền hoặc phi cơ của Philippines ở Biển Đông. Các cuộc đối đầu giữa Philippines và Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp nhất ở châu Á đã gia tăng về tần suất trong năm qua, khi Bắc Kinh thúc đẩy yêu sách của mình đối với tuyến đường thủy này và Manila tiếp tục các nhiệm vụ tiếp tế cho những người lính sống trên chiến hạm cũ kỹ, dì xét bị mắc cạn tại bãi cạn cỏ mây đang tranh chấp. Một số nhà quan sát, bao gồm cựu phó cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, Mas Fortinger, đã kêu gọi Hải quân Mỹ hỗ trợ trực tiếp cho các nhiệm vụ tiếp tế của quân đội Philippines phản hồi động thái của các nhà quan sát Mỹ, Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines Eduardo Ano cho biết đây là hoạt động tự vệ của Philippines và không có lý do gì để Mỹ can thiệp. Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines Ano cũng chính là người đã trao đổi với người đồng cấp Mỹ Jake Sullivan hồi tháng trước về những lo ngại chung trước các hành động nguy hiểm và làm leo thang tình hình ở khu vực của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thế nhưng ông Ano khẳng định, hiệp ước phòng thủ chung giữa Mỹ và Philippines còn lâu mới được áp dụng. Ông Ano nói, Philippines và Trung Quốc đã nhất trí rằng căng thẳng sẽ giảm bớt phần nào, nhưng Manila sẽ khẳng định quyền của mình, không tỏa hiệp lợi ích quốc gia và sẽ tiếp tục chiến đấu và đòi lại những gì thuộc về mình. Toán trọng tài thường trực tại Hà Lan đã đưa ra phán quyết vào năm 2016 rằng các yêu sách mở rộng của Bắc Kinh ở Biển Đông thông qua đường chín đoạn không có cơ sở theo luật pháp quốc tế. Nhưng điều đó không ngăn cản Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chế độ bác bỏ phán quyết trở nên hung ngang hơn trên tuyến đường thủy này. Bắc Kinh đã khai triển các tàu tuần tra bờ biển để tuần tra những khu vực này, gây lo ngại cho Philippines. Các nước Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền khác và các quốc gia khác hoạt động ở Biển Đông, bao gồm cả Hoa Kỳ, vốn đang cảnh giác về sức mạnh quân sự ngày càng tăng và tham vọng lãnh thổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổng thống hiệu trưởng lực lượng vũ trang Philippines, Romel Bradner, cho biết, lời đề nghị giúp đỡ của Hoa Kỳ được đưa ra trong cuộc thảo luận cấp cao là sự phản ánh của liên minh quân sự lâu dài giữa hai nước, chứ không phải là phản ứng trực tiếp đối với sự cố ngày 17 tháng 6. Thưa quý vị, 15 năm trước tại Ô Lỗ Mộc Tề, thủ phủ của khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc, hàng nghìn người Duy Ngô Nhĩ đã xuống đường để đòi quyền được đối xử và hưởng quyền bình đẳng như người Hán. Các cuộc biểu tình nổ ra vào ngày 5 tháng 7 năm 2009 bị kết thúc bằng một trong những cuộc đàn áp nghiêm trọng nhất của chính quyền Trung Quốc. Sau 3 ngày bất ổn, 197 người đã thiệt mạng, chủ yếu vẫn là người Duy Ngô Nhĩ, theo báo cáo chính thức. Cuộc nổi dậy đã thúc đẩy Đảng Cộng sản Trung Quốc áp dụng chính sách cứng rắn hơn nhiều trong việc quản lý Tân Cương. Sự cứng rắn này vẫn còn ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế của Bắc Kinh cho đến ngày nay. Các cuộc biểu tình tháng 7 năm 2009 bắt nguồn từ lời kêu gọi phản đối việc chính quyền không điều tra nghiêm túc một vụ việc trước đó. Trong đó một tin đồn sai sự thật đã gây ra một cuộc tấn công vào người Duy Ngô Nhĩ của người Hán tại một nhà máy ở tỉnh Quảng Đông một số người Duy Ngô Nhĩ đã thiệt mạng trong cuộc tranh chấp đó. Ông Don Kunisa, Chủ tịch Đại hội Người Duy Ngô Nhĩ Thế Giới có trụ sở tại Munich, Đức, đã đưa ra tuyên bố hôm 4 tháng 7, gọi việc đàn áp các cuộc biểu tình là một cuộc thảm sát và là một trong những giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử của người Duy Ngô Nhĩ. Ông nói thêm rằng, cuộc đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với cuộc biểu tình đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng tăng cường đàn áp người Duy Ngô Nhĩ mà ông mô tả là diệt chủng đối với nhóm chủ yếu của người hồi giáo này. Bắc Kinh từ lâu đã phủ nhận những cáo buộc như vậy, nhưng bạo lực cách đây một thập niên rưỡi đã buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc phải bội vã ngăn chặn hậu quả. Khi các bức ảnh và cảnh quay lan truyền trên toàn thế giới, thu hút sự giám sát quốc tế không ngừng muốn về cách đối xử của họ với các dân tộc thiểu số. Vào thời điểm đó, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc là Hồ Cẩm Đào đã hủy chuyến công du tự ý, bỏ qua một cuộc họp với các nước G8 nơi vẫn chưa trục xuất Nga vì hành động xác nhập Crimea bất hợp pháp vào năm 2014. Trung Quốc đã được mời tham dự cuộc họp thường niên của các nhà lãnh đạo phương Tây với tư cách là đối tác đối thoại. Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin, thẳng thắn rằng, ông Hồ Cẩm Đào khi đó đã phải cắt cắn thời gian lưu trú tại Ý do tình hình ở khu tư trị người Duy Ngô Nhĩa Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc. Trạng dừng chân tại Bồ Đào Nha trong chuyến đi của Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào cũng đã bị hủy bỏ. 15 năm sau vụ đàn áp nghiêm trọng, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn bị ám ảnh bởi các cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương và các nỗ lực tước đi bản sắc duy ngô nhĩ của khu vực này. Tuy nhiên họ cũng nhận được sự ủng hộ từ một số phần nhất định của cộng đồng quốc tế trong việc chống lại sự chỉ trích và vẫn nhận công lao thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Tân Cương. Vào cuối tháng 6, Bắc Kinh đã triệu tập triển lãm Trung Quốc Âu Á lần thứ 8 tại Âu Lỗ Mộc Tề, trưng bày 6.000 sản phẩm. Hôm 2 tháng 7, Ban thư ký của triển lãm cho biết hội trợ đã thu hút gần 250.000 lượt khách tham quan, mang đến 395 hợp đồng trị giá hơn 84,7 tỷ USD. Trong khi đó, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình hiện đang trên đường đến hai trong số ba nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, Giáp Tân Cương, là Kazakhstan và Tajikistan. Cả hai quốc gia đều có hồ sơ nhân quyền tồi tệ nhưng Bắc Kinh đã xây dựng mối quan hệ hữu nghị dựa trên lợi ích kinh tế chung và nhu cầu chính trị chung. Theo hãng tin Nikkei, điều này được thể hiện đầy đủ trong tuyên bố chung giữa Trung Quốc và Kazakhstan hôm 3 tháng 7, được ký bởi nhà lãnh đạo hai nước bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác thượng hải. Tuyên bố chung cho biết hai chính phủ kiên quyết phản đối các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ và chính trị hóa các vấn đề nhân quyền và áp dụng tiêu chuẩn kép. Hai nhà lãnh đạo khẳng định họ sẽ củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vĩnh cửu của mình trong tuyên bố Astana của Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải được thông qua hôm 4 tháng 7, tất cả các thành viên đều tái khẳng định quyết tâm chống lại chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa cực đoan. Hầu hết các thành viên của tổ chức này đều có thứ hạng thấp tương tự về chỉ số tự do con người mới nhất của Viện Cato trong số 165 quốc gia và khu vực. Trung Quốc đứng thứ 149, trong khi Kazakhstan đứng thứ 104 và Tajikistan đứng thứ 139. Từ lâu, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã biện minh cho các chính sách cứng rắn của mình ở Tân Cương là cuộc chiến chống khủng bố, đặc biệt là kể từ khi ông Tập lên nắm quyền. Vào năm 2014, ông Tập đã thực hiện cái gọi là chiến dịch tấn công mạnh mẽ chống lại chủ nghĩa khủng bố bạo lực trong khu vực. Đồng thời mở rộng khái niệm an ninh quốc gia bằng cách đưa ra khái niệm cách tiếp cận toàn diện bao gồm 20 yếu tố từ quốc phòng, kinh tế, tài chính đến văn hóa, khoa học và công nghệ. Cuộc đàn áp leo thang vào năm 2017 khi các trại tập trung được thành lập với danh nghĩa chống lại chủ nghĩa cực đoan. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã công bố báo cáo về Tân Cương vào năm 2022, kết luận rằng nỗ lực chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan mà Bắc Kinh tuyên bố có thể cấu thành tội ác quốc tế, đặc biệt là tội ác chống lại loài người. Thông cáo mới nhất của nhà lãnh đạo G7 họp tại Ý vào tháng trước một lần nữa nêu rõ, bảy nền dân chủ phương Tây vẫn quan ngại về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc, bao gồm cả Tây Tạng và Tân Cương. Bắc Kinh kiên quyết bác bỏ những lời chỉ trích và mô tả các cơ sở giam giữ này là trung tâm cải tạo. Alan giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, ca ngợi việc công bố báo cáo của Liên Hợp Quốc cách đây 2 năm là thời điểm quan trọng để nêu bật mức độ nghiêm trọng của các hành vi vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Đồng thời nói thêm rằng, cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc, vô cực tốc, phải tận dụng tối đa báo cáo đó để cải thiện tình hình cho người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo túc khác ở Tân Cương. Sarah Brook, giám đốc Trung Quốc của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết. Việc kỷ niệm 2 năm công bố báo cáo năm nay sẽ là cơ hội để tạo động lực cho một cơ chế quốc tế độc lập nhằm giám sát báo cáo và điều tra các cáo buộc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, bao gồm cả tội ác chống lại loài người ở Tân Cơ. Giám đốc Brook nhấn mạnh, không một quốc gia nào, dù có ảnh hưởng đến đâu, cũng không được phép thoát khỏi trách nhiệm về hành vi vi phạm nhân quyền. Tại lễ khai mạc phiên họp thứ 56 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào ngày 18 tháng 6, cao ủy nhân quyền Vukatuk cho biết, ông tiếp tục hợp tác với chính quyền Trung Quốc về nhiều vấn đề nhân quyền, bao gồm cả những lo ngại nghiêm trọng mà văn phòng của ông xác định ở khu vực Tân Cương. Ông tiết lộ rằng nhân viên của ông gần đây đã đến Bắc Kinh để thảo luận, bao gồm các điều khoản có vấn đề trong luật chống khủng bố và luật hình sự của Trung Quốc. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục phản kháng, khẳng định vấn đề Tân Cương về bản chất là bảo vệ chủ quyền an ninh và thống nhất quốc gia. Trong một báo cáo trình lên Hội đồng Liên Hợp Quốc, Bắc Kinh cho biết họ đã nhận được sự ủng hộ từ gần 100 quốc gia mà không nêu tên cụ thể. và đã kêu gọi một số quốc gia từ bỏ định kiến bị ý thức hệ và ngừng chính trị hóa và vũ khí hóa các vấn đề về nhân quyền. Và bản này đã được nhóm công tác của Hội đồng thông qua hôm 4 tháng 7 tại Geneva, Thụy Sĩ, với 98 khuyến nghị chủ yếu của phương Tây bị bác bỏ. Các đề xuất bị bác bỏ liên quan đến báo cáo Tân Cương của cao ủy năm 2022, mà Bắc Kinh gọi là hoàn toàn bất hợp pháp và vô hiệu. Trong tuyên bố hôm 4 tháng 7, Đại hội Duy Người Nhị Thế Giới một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm. Tuyên bố cho hay, việc cộng đồng quốc tế không xem xét kỹ lưỡng các hành động của Đảng Cộng sản Trung Quốc là cho phép chế độ này tiếp tục thực hiện các chính sách gây ra tội ác chống lại loài người và diệt chủng ở Đông Tukitan. Thưa quý vị, mục bản tin sáng của đề cân thời sự đến đây là kết thúc chúc quý vị một ngày mới luôn vui vẻ lạc quan hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo